Thấy Khởi My lần đầu mặc váy cưới xinh lung linh, tình cũ Kevin Khánh cũng tung ảnh đáp trả nhìn mà choáng. Khởi My và Fendi Nguyễn đỏ sắc trong lần đầu tiên diện váy cưới. Suốt ngày mặc đồ hip hop nhí nhố, nên khi Khởi My lần đầu khoe ảnh khoác lên người bộ váy cưới màu trắng thướt tha, khiến các fan phải há hốc mồm ngạc nhiên, bởi vì trông cô nàng quá xinh đẹp, lộng lẫy và duyên dáng. Khác một trời một vực so với hàng ngày, ba vòng cũng hoàn hảo như người mẫu, váy đuôi cá tinh tế yêu kiều, còn váy xòe thì lộng lẫy như một nàng công chúa, nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối khi mặc váy cưới. Tình cũ của Kevin Khánh, Fendi Nguyễn cũng tung ảnh mặc áo cưới sau vài ngày tổ chức lễ đính hôn. Cô nàng cũng chọn cho mình một váy màu trắng tinh khôi, được thiết kế trễ vai vô cùng lãng mạn và tinh tế. Nhìn Fendi mặc váy cưới cũng không thể chê vào đâu. Cô dâu xinh đẹp và đáng yêu, lần nào khoe ảnh có chú rể, Fendi cũng không để lộ rõ mặt. Có lẽ cô nàng không muốn cư dân mạng biết và làm phiền chồng sắp cưới của mình. Khởi My bị tổn thương khi fanpage chung với Kevin Khánh bị mang ra bán lợi dụng kiếm tiền. Nữ ca sĩ cảm thấy khá buồn và đau lòng khi biết tin một số người đã lợi dụng tên tuổi của Khởi My Kevin Khánh để kiếm tiền. Mới đây trên Facebook cá nhân, Khởi My bất ngờ đăng tải dòng trạng thái buồn bã thất vọng về một số người gắn bó lâu với mình. Theo đó, bên cạnh hai fanpage chính của Khởi My, hơn 10,8 triệu lượt theo dõi và Kevin Khánh có 6,3 triệu người bấm thích, thì cặp đôi còn được các fan lập hẳn một trang fanpage riêng, cũng thu hút lên đến 750.000 lượt theo dõi khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thông tin của Khởi My và Kevin Khánh. Tuy nhiên, người thành lập fanpage này đã bất ngờ bán để lợi dụng kiếm tiền mà không hề thông báo cho nhóm quản lý khác. Được biết, các fan của Khởi My Kevin Khánh lập fanpage này ra vì đam mê, tình yêu dành cho cặp đôi, chứ không có ý định kinh doanh hay vật chất nào. Bản thân Khởi My, thời gian qua cô thường xuyên theo dõi và bình luận những đăng tải trong trang này. Nhưng khi biết fanpage đã bị bán, Khởi My quyết định không theo dõi trang này nữa vì cô cảm thấy tình cảm tâm huyết của các fan đặt vào đó không còn được tôn trọng. Nguyên văn dòng chia sẻ của Khởi My: tin giật gân về bay Kevin Khánh, Khởi My cặp đôi bá đạo, ú xin được chia sẻ một chút. Nếu mang tình cảm của mọi người ra buôn bán trao đổi như vậy, ú xin được phép rời. Và thật sự gắn bó quá lâu với các bạn admin, ú không muốn xa mọi người. Mong những admin có tình cảm sẽ sớm quay lại. Thật sự muốn gửi lời cảm ơn tới các admin dù rất biến thái ba xàm, nhưng không bao giờ mang tình cảm ra bán buôn, trao đổi. Rồi đó một nút hỏng like ra đi, bye bye, cảm thấy tổn thương quá. Khởi My cảm thấy cay mắt và bất ngờ khi có người xấu mang trái tim của cả một tập thể ra buôn bán. Từng nói bị ám ảnh bởi râu và nốt ruồi của Kiều Minh Tuấn, Kay Thiên Nguyễn khiến ai cũng ngã ngửa khi tiết lộ sự thật phía sau. Kay Thiên Nguyễn lên tiếng về việc trả lời phỏng vấn kể xấu đàn anh. Em chưa 18 vừa ra mắt đã đạt doanh thu khủng mà ít phim điện ảnh Việt nào đạt được. Đi cùng với sự thành công đó thì hai diễn viên Kiều Minh Tuấn, Kay Thiên Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm tích cực từ khán giả. Phải đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi, lại còn với một người đàn ông hơn mình một giáp. Bởi vậy, Kay Thiên Nguyễn có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trên phim trường. Trong một bài phỏng vấn, được hỏi về cảnh hôn trong phim, hot girl hát nhép từng kể xấu Kiều Minh Tuấn: tôi phải nhắm mắt tưởng tượng mình đang hôn người yêu của mình. Chú Tuấn khá già nên tôi mắc cỡ lắm, râu và nốt ruồi của chú làm tôi bị ám ảnh. Lời nhận xét về đàn anh của Kay Thiên Nguyễn đã khiến cư dân mạng mất thiện cảm, thậm chí ném đá tới tấp gương mặt mới của làng điện ảnh Việt. Phản hồi về sự việc này, cô bé chia sẻ: gần đây có một bài phỏng vấn khi đăng lên, em đã khóc quá trời. Em không hiểu tại sao họ lại giật tích như vậy. Em chỉ sợ anh Tuấn hiểu lầm vì bản thân em không trả lời như thế. Mọi người bảo em phải học cách chấp nhận từ bây giờ vì cái nghề này nó như vậy. Trong từ điển của em không có từ ám ảnh thì làm sao có thể nói từ đó trong bài phỏng vấn. Thực sự anh Kiều Minh Tuấn đã giúp em rất nhiều trong diễn xuất. Nhưng bài phỏng vấn đó khiến em bị mọi người mắng chửi vì cho rằng em nói chuyện vô duyên. Chuyên sử dụng tiếng Anh nên vốn tiếng Việt của Kay Thi không mấy phong phú, cô không hề biết sử dụng từ ám ảnh như bài báo đăng tin. Kay Thi rất biết ơn đàn anh đã giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình quay phim. Bởi vậy, khi bị báo giật tích sai sự thật, nữ diễn viên đã khóc vì thấy oan ức, tổn thương và đặc biệt là sợ làm Kiều Minh Tuấn buồn.
hé lộ đại gia luôn đứng sau mọi nỗi đau bất hạnh của Thủy Tiên. Công Vinh là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ, nâng đỡ, yêu thương và mang lại bình yên hạnh phúc cho Thủy Tiên để bù đắp lại những thiệt thòi bất hạnh của bà xã thuở ấu thơ. Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên khiến nhiều người choáng váng khi công khai tiết lộ bản thân đã từng bị bạo hành và xâm hại tình dục nhiều lần khi mới 10 tuổi. Là ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng chưa bao giờ Thủy Tiên che giấu quá khứ khó nhọc của mình. Khi lên 9 tuổi, nữ ca sĩ đã mất cha, phải chịu sự ghẻ lạnh, hắc hủi của họ hàng hai bên và mẹ phải vất vả bươn chải để nuôi con khôn lớn. Tưởng chừng như thế đã quá đủ với một cô bé, nhưng nỗi đau bị bạo hành và xâm hại tình dục còn khiến cô bị ám ảnh trong suốt thời gian dài. Thủy Tiên tâm sự, cô từng có ý định sẽ chôn giấu bí mật này mãi mãi. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ, cô rất hận người đã bạo hành mình. Tuy nhiên khi lớn lên và đọc nhiều Phật Pháp, cô đã bước qua sự thù hận. Hơn nữa sau mọi bất hạnh và đau khổ, dòng ca dành cả thanh xuân để yêu ai đó đã tìm được sự bù đắp. Tìm được bến đỗ cho cuộc đời đầy giông bão, đó chính là ông xã hiện tại cầu thủ Công Vinh. Với Thủy Tiên, sự xuất hiện của Công Vinh là sự bù đắp không thể tuyệt vời hơn. Cuộc đời công bằng lắm, lấy đi của mình một người cha tuyệt vời, sau đó cuộc đời trả cho mình một người đàn ông khác không thể tuyệt vời hơn, cô viết. Quen nhau từ năm 2009, trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014. Hiện tại, Công Vinh Thủy Tiên đang rất hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của mình, cùng với cô con gái nhỏ Bánh Gạo. Vợ chồng Thủy Tiên được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Gắn bó với nghiệp cầu thủ, Công Vinh vô cùng bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu, những chuyến công tác xa nhà, nhưng anh luôn tỏ ra là người chồng, người cha đảm đang. Công Vinh luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con gái. Anh không ngần ngại tham gia các chuyến thiện nguyện cùng vợ, sẵn sàng đóng MV ca nhạc của Thủy Tiên, thậm chí còn lo chuyện thu vén gia đình, bếp núc cùng bà xã. Công Vinh cũng là người chồng mẫu mực, đảm đang, luôn chia sẻ công việc nhà cùng vợ. Từ lâu, Công Vinh cũng khiến không ít người ngưỡng mộ bởi anh là người chồng hết mực cưng chiều vợ khi thường xuyên tặng Thủy Tiên những món quà đắt đỏ. Năm 2012, cầu thủ tặng vợ chiếc đồng hồ tiền tỷ, một năm sau là chiếc xe hạng sang. Thậm chí để có được nụ cười của vợ, Công Vinh còn tham gia dự án phim do Thủy Tiên làm nhà sản xuất. Mỗi khi được hỏi về Thủy Tiên, Công Vinh luôn dành cho cô những lời ngợi khen. Anh hết lời ngợi ca bà xã nấu ăn ngon, yêu thương chồng con và là người hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của mình. Công Vinh thường xuyên tặng bà xã những món quà đắt đỏ. Công Vinh là người đàn ông mang lại bình yên cho Thủy Tiên sau mọi bất hạnh đau khổ mà cô phải gánh chịu. Khổ trước sướng sau, câu nói này rất đúng với Thủy Tiên. Quá khứ phải chịu nhiều tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, thì giờ đây nữ ca sĩ lại được chồng bù đắp tất cả. Cô gái xinh đẹp nhưng hot girl này chính là bạn gái bí mật của Trịnh Thăng Bình. Những điểm tương đồng trên trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình và một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người đồn đoán đây chính là người yêu của nam ca sĩ. Sau khi chia tay Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam ca sĩ chưa từng công khai thêm bất cứ mối quan hệ nào. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ soi ra những điểm trùng hợp đến bất ngờ từ trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình và một cô gái xinh đẹp. Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong chuyến du lịch tại Hồng Kông mới đây, nhưng không xuất hiện chung trong bất cứ tấm ảnh nào. Công chúng vẫn rất tinh ý tìm được những điểm tương đồng như khoác chung một chiếc khăn đến mang giày đôi. Nhiều người đồn đoán rằng đây chính là bạn gái giấu mặt của Trịnh Thăng Bình. Trịnh Thăng Bình và cô gái này cùng xuất hiện tại Hồng Kông vào giữa tháng 1, 2017. Cả hai có những góc chụp khá giống nhau, đồng thời mang giày đôi. Nếu tinh ý, dễ dàng nhận ra chiếc khăn Trịnh Thăng Bình khoác là của cô gái này. Bức ảnh vô tình tiết lộ Trịnh Thăng Bình và cô gái bí ẩn đồng hành cùng nhau tại Hồng Kông. Không chụp chung tấm ảnh nào, nhưng cặp đôi lại vô tình đứng chung một địa điểm thế này. Trên trang cá nhân, cả hai cùng đăng tải cặp phòng may mắn đôi. Trịnh Thăng Bình khen cô gái đẹp xuất sắc trên Instagram. Hình ảnh hiếm hoi duy nhất cặp đôi xuất hiện chung, trong ảnh còn có ca sĩ Tiên Tiên. Chân dung cô gái xinh đẹp được cho là bạn gái của Trịnh Thăng Bình. Trịnh Thăng Bình thường xuyên like những hình ảnh lên trang cá nhân của cô gái này.